đầy sự chớ sẵn dành, thế nào tranh thoát tự sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quy mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phận minh kết thành. Sabbe satta avera hon tu sukhita hon tu nidukha hon tu abhyabaccha hon tu anikha hon tu dikhayuka hon tu aroga hon tu sambati samit chan tu sukhi atanang Bariharan tu dukkha bata cha nit dukkha phayap bata cha nit phaya so kha bata cha nit so kha hôn tu sabbe bi ba ni no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống đâu. Đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam Mô Bích Tha Giá, kính đảnh đại chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh tác bạch để thọ trì vi giới. Uka samayang pante visum visum rakhana thayati sarane na saha thang kasamang na katang ubo sa thang nhà cha ma bạch qua đại đức tăng. Chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới, để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Đô ti dậm bi ma văn thành tê vi sum ra kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha a thăng ga sa măng na ga tăng u bô sa thăng và cha ma bạch qua đại đức tăng. Chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới, để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta tỳ dậm bi ma văn phành tê bi sum ra kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha a thăng ca sa măng na ca tăng u bô sa thăng và cha ma bạch qua đại đức tăng. Chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới, để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn, thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Dạ, sa thú lành thai, con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Chư tiên cơ lễ chư tôn thiền được tăng trong những niềm nam mà chúng tôi được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Mình chào chư thiện nam tín nữ, thiện hữu trí thức. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và bác quan đế đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Đăng mong sa năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sa năng kính xin quy y tăng. Đi
yam vi buddhang sa nang ga cha me. Con nay mình lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đi yam vi dhammang sa ga cha me. Con nay mình lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đi yam vi sang khang sa nang ga cha me. Con nay mình lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti yam vi buddhang sa nang ga cha me. Con nay mình lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti yam vi dhammang sa nang ga cha me. Con nay mình lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti yam vi sang khang sa nang ga cha me. Con nay mình lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Duttiyambi buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đồ thị giám bi đâm măng sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đồ thị giám bi sẵn khăn sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Đồ thị giám bi bất đẳng sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tất giảm bi đâm măng sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tất giảm bi sẵn khăn sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Thì sa ra năng ga hạ năng và rệt phôn năng pháp quy tam bảo trọn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê, và chúng con xin vâng. Ba na thi ba ta về rằng nê sa ta mi, còn xin quan về điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na đa na quê ra ma ni sa ka pa năng sa ma ni ya mi, còn xin quan về điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. A brahm ma cha ri ya quê ra ma ni sa ka pa năng sa ma ni ya mi, còn xin quan về điều học là quy tránh xa sự thông dâm. Mu sa wa da quê ra ma ni sa ka pa năng sa ma ni ya mi, còn xin quan về điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sura me ra ya ma cha pa ma da tha na quê ra ma ni sa ka pa năng sa ma ni ya mi, còn xin quan về điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Vị ca la po cha na quê ra ma ni sa ka pa năng sa ma ni ya mi, còn xin quan về điều học là quy tránh xa sẽ ăn sái giờ. Na cha ghi ta wa di ta vi su ca da sa na ma la gan tha vi le ba na tha ra na man na la vi phu sa na tha na quê ra ma ni sa ka pa năng sa ma ni ya mi, còn xin quan những điều học là quy tránh xa sự múa hát thổi kèn đờn, xem múa hát nghe đờn kèn, trang điểm thuộc bát tông dự phẩm và đeo tràng hoa. Un chai sayana maha sayana quê ra ma đê sĩ khao bất đăng sa ma đi ya mi, còn xin quan những điều học là quy tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Mana ti ba ta về ra ma ni sĩ kha ba đăng sa ma đi ya mi, con xin vâng. Dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.
Adinna dana Vedamani Sikhavadang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Aramacharya Vedamani Sikhavadang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thâm dâm. Mô sa qua đa về đa ma ni sĩ khả ba đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me ra ya ma cha ba ma đa tha na về đa ma ni sĩ khả ba đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Vì ca lấp hồ cha na về mani sức khả ba đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn say giờ. Nạc cha ghi ta qua đi ta quy su cát đa san nam ha la gan na vi le ba na tha sa na mang tha na vi phu sa da tha na ve ra ma ni sik kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát thổi kèn đờn. Xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm thơ vật thơm dời phân và đeo trang hoa. Ucha sayana maha sayana Vairamani sikha badang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang akhang gassamang nagatang vuthapanya tang ubo satang imang charating imang chadivasang sammadeva athirakitum samadhyama. Chúng con xin thọ trì bạc quan trai giới tròn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vân dự hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong đời hiện nay. Imani atthasika badhani uposatha sila vasena iman charating iman chadivasang sathukang katuang abhamadena samarakitapang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và ba quan trai ngay tam bảo rồi, phải ráng mới giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. Amapante, và chúng con xin vâng. Silena sugatin yonti, silena pukasam bhadai, tasmai, silang viso tha ye. Các nhân dân được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhờ. Sa thu lành thai Uttamang ghe na vanh đê hăng ba đa phẳng xung và ruột ta măng buốt thay vô Kha lý tàu đô sơ buốt thâu ca mạ tu tăng mạ măng Uttamang ghe na vanh đê hăng thăm anh cha đưa vi thăng và răng Thầm mê vô kha lý tàu đô sơ thầm mô ca mạ tu tăng mạ măng Uttamang ghe na vanh đê hăng sẵn khanh cha đưa vi thọt ta măng Sẵn khê vô khá lý tô đổ sâu sẵn khô khá mạ tu tăng mà măng. Phong tu sapa mangalang ra khan tu sapa đề vá ta sapa buddha anu phá vê na sada sô thi phong tu te phong tu sapa
sapa mahalanga kantu sapa devata sapa thamma nupavena sada sothe bhavantu te bhavatu sapa mangalanga kantu sapa devata sapa sangha nupavena sada sothe bhavantu te takahan phukhan. Có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lời thường thường đến người. Te athanatha sukhita varuna bhutthassa sane aroga sukhita hotassa sabbe nhà tị phi. Cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín phải bình hoàn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thay, phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay. Nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chân tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên. Giúp cho phiền não sớm yên, trở màu giải thoát cây liền kịp sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh. Nguyện thảy chúng sanh coi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành. Nguyện dình tam học với định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh. Nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh. Nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dạ đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thụ bề kha rê bô thi ta rê ta hình ta hình ta thăm ma đa nê na pha quan tu bu chi ta sọ thình ca rôn tê ta vi ha ra mạnh đa lê ta e ra cha ma cha na qua ca cha phịch kha bô sa ra mi ca đa na ba ti u ba sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha ích sa ra sa ba na pho su hi ta pa wan tu te cha ra bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta a tha bo ba ba ti ca niu ya ni căng tham ma wa rang ba ti cha te sa ba bi du kha sa kha ra an tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha pho ga la sang go ho tu sa ma go wa a tha ya cha he ta ya cha am he ra khá tư sát thẩm mơ sạp bề vì thầm mà chạy đi nằm quy bác quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Chúng con cũng thành kính tri ân Ngài Liệu Tâm cùng chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng, chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Quỳnh lễ bái tâm bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý Ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội. Mong rằng phước này trợ duyên quý Ngài, quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Buddhaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Trần Đạo ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu nghe Trần Đạo. Dạ, con thành kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Và Nhật Quỳnh kính lễ quý bà cô tu nữ. Một lần nữa Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Trần Đạo ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, kính mời Trần Đạo thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư và làm thị giả cho Ngài một chút. Nhật Quỳnh sẽ trở lại máy nha Trần Đạo nha. Nam mô Maya, Nam mô Sankhaya. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin thỉnh pháp sư ạ.
Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Brahma chaloka dipati sahang pati katang chali anthi parang aya chatha santi tha sattapara chapkhachatika disetu thammang anukam bimang pachang sattamma bering vinayang chakayang suttang chaya pang api tham majammang Ako tayang to satusak chadangdang Bapo thaneye barisa yamanche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lọc giả ngày dời chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ con đã thỉnh pháp sư xong rồi. Dạ con xin thỉnh bàn tay của ngài Liễu Tông để thử mít ạ. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư cần sinh nam cần sinh nữ trong đạo tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Hàng năm Ngọc Ngạc định kỳ tháng 10 mùng 1 dân y cúng dường thiện nam tín nữ bốn phương gieo duyên tạo phước tìm đường thiện lai. Kính bạch ngài Liễu Tông, kính thưa đạo tràng, đầu tiên thì chúng tôi xin tri ân đạo tràng, nhất là ngài Liễu Tông đã được nguyên thông thượng tọa Minh Hạnh chư tăng đã hỗ trợ để khi dịp lễ dân y tại chùa Ngọc Đạt ngày mùng 1 vừa qua được thành công rất là tốt đẹp. Tuy nhiên trong đó sự đóng góp của chư thiện nam tín nữ và nhất là các bài tác bạch đã làm cho cái buổi lễ rất là sống động và xúc tích. Chư tăng rất là hoan hỷ và cuộc lễ đã thành tựu một cách rất là ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Với phước lành mà quý vị đã tạo, với công đức của quý vị đã đóng góp, chúng tôi cũng xin quý vị tùy hỷ với phước của mình đã làm. Và chúng tôi xin dâng cái phước này lên ngài Liễu Tông, chư tôn đức tăng ni, chư thiện nam tín nữ trong cái hôm Phật giáo năm truyền này. Mong quý vị hoan hỷ với thiện sự mà quý vị đã làm. Sa thú, chúc quý vị luôn được an lạc. Rồi bây giờ xin mời sư Trần Đạo tiếp tục ha. Alo sư Trần Đạo.
Dạ xa thốt con kính tri ân Ngài Trí Đức. Dạ con xin thay mặt đạo tràng để làm thị giả cho Ngài. Dạ con kính mời anh chị trong đạo tràng có cõi gì thì đánh lên hay là giơ tay để mà hỏi trực tiếp với Ngài ạ. Dạ xin mời quý anh chị cho câu hỏi ạ. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Dạ xin bạch Ngài cho con có câu hỏi. Với kiến thức thông thường, mình có thể lý giải như thế nào để mà ít ham muốn thì mới bớt khổ đau? Dạ kính gửi mic cho Ngài ạ. Nam mô Phật Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tông Hiền Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị Kinh Bạch Ngài Trân Lão Trí Đức. Các phần phước báo nào mà Ngài đã được thành tựu trong lễ nghi ngày hôm đó, cá nhân chúng tôi xin được xả thú ảnh mô thân a đến những cái phần phước báo đưa tới sự thành tựu đó. Nam mô Phật Thầy Gia. Thật sự ra mình học giáo pháp rồi con Đức Phật thì tùy theo cái điều kiện của mình trong lúc hiện tại, đối với cần sinh nam cần sinh nữ thì có ba chuyện. Thứ nhất là phẩm học, học pháp, hành pháp và hộ pháp. Thì khi mình học pháp đúng mức, mình hành pháp đúng mức và hộ pháp đúng mức thì chắc chắn những cái gì mà liên quan tới phiền não nó sẽ bớt đi rất là nhiều. Còn nếu mà mình không học đúng mức, không biết những cái điều gì nên làm, những điều gì không nên làm thì đôi khi cái việc làm của mình đó, nó mang cái tính, nó có cái sự nghĩa là phục kích của phiền não, phục kích phiền não. Quý vị có thể tự quan sát lấy chính mình. Có bao giờ quý vị trong lúc nào đó cái ác pháp nó phát sanh, quý vị có thể tìm cách đối trị và nguyện cố gắng giữ gìn để cho những cái loại ác pháp này nó đừng có thể xa sanh trở lại trong cái lộ trình tâm của mình hay không? Thường thường là chắc là không có rồi. Mà khi mà không có thì cái sự thở của chính cái bản thân của chính của mình đó, cái sự thở liên quan tới những ác pháp nó phát sanh mà mình không có để ý, không có tìm cách để cho nó đừng có phát sanh trở lại đó, thì nó là cái cơ hội để nó tiếp tục, thành ra tham thì tới tăng năng lực, sân thì cũng sẽ tăng thêm, mà si thì cũng tăng thêm chứ không thể bớt được. Thành ra điều kiện đầu tiên là mình phải học những cái điều cần thiết để mình dùng nó áp đối trị một khi phiền não phát sanh. Mình học rồi mình hành cho thấy những cái điều kiện mà nó làm cho mình phiền não. Mà khi mình có thể mình thấy được một số cái điều kiện làm mình phiền não thì khi bắt đầu có cái điều kiện đó là mình có thể mình ngăn chặn được phiền não nó phát sinh. Chứ còn nếu không thì mình làm không có kịp. Mà khi làm không có kịp thì chắc chắn cái gì tới nó phải tới thôi, chứ không có đường nào khác cả. Thành ra tùy theo cái điều kiện của mình ráng cố gắng tìm học một số cái vấn đề căn bản của người Phật tử. Thứ nhất là bố thí trì giới, rồi học để xem những khuyết điểm trong lúc mình làm và phước bố thí, học xem những khuyết điểm để trong khi mình làm cái hành động trì giới đó, thì từ từ những cái phiền não nó không có cơ hội để nó chèn vô, nó làm cho cái tâm mình nó dao động. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ sa thúc con kính tri ân Ngài đã giải đáp câu thắc hỏi thắc mắc của con ạ. Dạ con xin đạo tràng có anh chị nào có câu hỏi gì thì nên đánh lên màn hình ạ, để con đọc cho Ngài, hay là xin giơ tay để trực tiếp hỏi với Ngài ạ.
Dạ, cho con xin một câu hỏi nữa ạ. Dạ bạch ngài, chánh niệm đối với các cảnh á, mà bất chợt có xuất hiện á, có gọi là phóng tâm không ngài? Dạ con xin gửi mic lại cho ngài ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn mẹ, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự mình có niệm là tốt rồi, chứ mình có chánh niệm thì làm sao mình có sự phóng tâm được. Cái niệm của mình hằng ngày nó dễ có, mà nó giống như cái người mà bị tai biến mạch máu não mới xuất hiện này đó, nó yếu lắm, thành ra phiền não nó là cái niệm của mình nó bị lật, nó bị ngã thì nó mới tràn vô được, tràn vô nó làm cho cái tâm mình nằm dưới cái năng lực của nó, năng lực của tham, của sân, của si. Thành ra khi mình tập thì khi nào cái niệm nó mạnh thì cái tham si nó mới bớt năng lực được, còn nếu mình tập chưa đúng mức thì bảo đảm không thể nào đánh được nó. Mình phải nhớ tất cả các thiền pháp của mình á, vì nó nhớ cái điều nó giống như cái người mà bị bản thân bất tội, bị bệnh tai biến mạch máu não đó, cần phải therapy, chứ không phải là khi không mình có được cái chánh niệm này thôi, cái đó quý quá rồi, ngoại trừ những cái bậc tứ tiệt thôi, chứ cùng mình không phải tứ tiệt, nên là mình cứ bị phiền não lừa ngã hoài mà mình đâu có sợ. Ngã mình cho tiếp tục, lâu lâu phiền não tới mình còn coi nó như bạn nữa, thì làm sao mà nó không lừa mình để nó giật ngã mình được ha. Mình đã cứ tập đi. Về kinh tế niệm xứ là một trong những cái điều kiện mình để tập để cho cái niệm nó có năng lực. Mà cái niệm nó có năng lực rồi đó thì mình mới có thể mình đối phó với những cái phiền não nào theo nó kiếm chuyện với mình. Bởi vì phiền não đó là một ông vua, thành ra gọi là phiền não ma vương là vậy đó, nó vua thứ thiệt chứ không phải vua thứ giỡn. Nói cho nó từng giật ngã chúng sinh trong bao nhiêu a tăng nghiệp kiếp rồi, mà tại vì mình không biết sợ nó là nó cứ kiếm chuyện hoài mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ sa thú con kính tri ân ngài rất nhiều. Dạ, kính mời với anh chị trong đạo tràng có câu gì thắc mắc để hỏi với ngài không ạ? Dạ, cho biết tín hiệu hay là đánh test chat trên màn hình cũng được. Dạ, kính chào Vinh Kinh. Dạ, con thấy câu hỏi của lúc được lúc không. Thưa ngài, khi một người có nhiều sân hận, làm thế nào để tu tập tâm từ? Bắt đầu từ đâu? Kính tri ân. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, tâm từ thì có nhiều cách lắm. Ngày càng mấy bài kinh cũng có 4-5 cách chứ không phải không. Nhưng mà muốn hành cho nó chính xác thì mình phải tìm một vị thiền sư để biết cái cá tánh của mình thuộc loại nào. Thì cái cách mà sử dụng cái những pháp đối trị trước khi mình hành cái pháp mà là tập để cho tâm từ nó có năng lực đó, là cái chuyện rất là không phải dễ. Hồi xưa chúng tôi khi mà còn ở trong rừng thì cái vị thiền sư có dạy chúng tôi cái kinh nghiệm để mình tập luyện cái tâm từ của mình, tức là mình bắt đầu từ mình trước. Chúng tôi nói cái này là kinh nghiệm gì thiền sư đã truyền cho chúng tôi, và chúng tôi cũng có một số ít nghiệm về cái đó thôi, thành ra nói cái vị nào có thử thì coi mình có tiến bộ cho mình thì tiếp, còn không có thì bỏ qua. Bởi vì đây là kinh nghiệm của cá nhân chứ không phải là dạy chính thức trong cái kinh điển nha. Tức là khi mà mình muốn hành để tâm từ, trước hết là mình trải cho mình cái đó, tập cho mình trong trường hợp mà mình có một cái sự đau khổ nào đó thì nó nhức đầu. Mà khi mà nhức đầu rồi mình nguyện cho mình thoát khỏi sự nhức đầu đó nha. Rồi mình dùng cái kinh nghiệm mà nhức đầu đau khổ mình muốn thoát khỏi đau khổ như thế nào, thì mình nghĩ tới cái người thân của mình, thí dụ như anh trai
hay là ba của mình, nguyện cho ba tôi đừng có trạng thái như tôi đang có ngày hôm nay, hoặc nguyện anh trai tôi, em trai tôi đừng có trạng thái giống như tôi ngày hôm nay. Thì mình tập vậy đó, mình hướng tới người khác, mình hướng cho mình, hướng tới người khác, mình làm rất nhiều lần vậy đó, rồi mình mới tới người thứ ba là người dân, người ít thương cũng được, ít người hoặc người dân, mà người dân đó có thể là thú vật cũng được chứ không phải không. Ví dụ nhà mình có nuôi chó thì mình cũng nguyện cho nó đừng có cái trạng thái như mình vậy đó. Mình tập nhiều lần, đạp đi lặp lại, lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều lần, rồi mình mới nghĩ tới người dân, người mình không thương vậy đó, đấy. Để đo lường cái mức độ cái tâm của mình nó làm diễn cái trạng thái nó như thế nào. Rồi mình cuối cùng là mình phải thử tới cái người mà ngày hôm qua đó, nó quan trái với mình, ví dụ nó chửi mình, hay là nó nặng mình đó. Mình nghĩ tới nó, mình muốn cho nó không có trạng thái mà nhức đầu giống như mình đã có ngày hôm nay. Nếu mà mình chỉ cần nghĩ tới người đó không, một cái tim mình đập thịt thì nên rút lui đi, chứ đừng có trấn lên để mà thử mà tim đập cỡ nào đó thì lúc đó mình chết sớm nữa. Mình đem cái tập đi lặp lại nhiều lần cho tới khi nào mà cái tâm mình nó có cái năng lực, cái tâm nó có cái năng lực, tức là ạt đô xà tâm sở có năng lực rồi đó, thì lúc đó mình mới tính chuyện khác được. Chứ còn nếu mà chưa có năng lực thì bảo đảm mình cũng không có khả năng để đi tới được. Đi tới là khi nào mà cái tâm mình mà nó thấy cái người thân nhất của mình là cái người dân, cho tới cái người mà hôm qua nó nói xấu mình đó, mà cái tâm mình nó vẫn được cái sự an vui, mình cũng muốn cho họ khỏi những cái trạng thái đau khổ mà mình đang có vậy đó, thì lúc đó đó cái tâm từ nó mới bắt đầu nó có năng lực, thì lúc đó có thể dùng nó để điều đối trị với cái sân hận được. Chứ còn nếu chưa tới cái mức đó thì không thể nào. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ xa, dạ con thấy lúc được lúc không đã xa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ. Anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Dạ xin kính mời quý anh chị trong đạo tràng. Xin mời bàn tay của huynh Kinh Mi Lan Đá. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á. Kính lễ Thượng Tọa Lưu Tông, kính lễ Sư Trí Đức, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng. Thân chào tất cả quý vị. Đây, thần đạo thấy tội nghiệp quá. Mời hoài không ai lên. Mà đừng kêu, đừng có nghe sư Liễu Tông nói Mi Lan Đá, kêu Mi Lan Đá hoài chết, đá thiệt. Xin trần đạo sư Liễu Tông này, hại con này. Alo. À, là một cái thầy á, thì sẵn trong cái vấn đề mà nghe từ tòa Liễu Tông nói về cách tập về tâm từ, thì người ta thường hay nói cái chữ mà rải tâm từ đó. À, thì cái chữ rải này nó làm cho mình có cảm tưởng giống như là một người cầm cái gì đó mà rải ra, giống như cầm lúa rải lúa, cầm gạo rải gạo, thì cái tâm từ, cái tâm mình nó khi mình bị những cái hình tướng đó nó như vậy, nó làm cho mình sẽ bị ảnh hưởng đến cái đề mà cái tâm mình giờ rải tâm từ rải thì sao. Thì thưa sư, theo sư thì cái từ Bali đó mình phải hiểu đúng nó như thế nào gọi là rải tâm từ, chứ chúng ta cứ ngồi cứ tưởng tượng có cái gì đó rải xuống nha. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính lễ từ tòa Lưu Tông giải thích. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nghĩa là rải tâm từ mình, nghĩa là mình dùng cái năng lực của cái tâm mà mình luyện đó, luyện với cái loại chúng sanh mà cần cái tâm đó đó. Khi nào nó đúng mức rồi mình dùng cái năng lực đó mình hướng về cái người nào mà mình muốn cho họ
không có cái mà họ đang có đó, từ cái khổ họ đang có đó, cái đó mình dịch là rải tâm từ. Nghĩa là nếu mà mình dịch theo cái kiểu mà bây giờ nó hay xài là thần giao cách cảm đó, thì như nó mình nghĩ tới người đó cũng có những cái cảm giác như vậy ha. Thành ra cái đó là khi nào mình luyện cho xong rồi mình mới có khả năng mình rải cho người ta. Còn cái tâm từ mà mình chưa có bây giờ, nói thật sự là ngồi trong ngày này, xin lỗi những cái gì đã luyện tâm từ thì chúng tôi không bàn tới. Nhưng mà cỡ bình thường như ngay cá nhân chúng tôi nó nói tâm từ cũng không có đâu. Nó sừng nó nhẫn nhanh hơn là cái tư tâm của mình nhiều. Ai mà chọc mình đừng có nói rải cái gì hết đó. Dùng cái sừng mình chọt ngay cái đã rồi tính sao. Đó. Thì nó nguy hiểm cái chỗ là mình chưa tới nơi mà mình nghĩ mình tới nơi rồi. Mấy cái người mà có tâm từ không phải dễ đâu quý vị. Coi trong kinh kinh thì coi trong cái tập mà quý sư thi mắc khá, tức là chú giải mà thành tình đạo đó, ngài Bồ Tát Cô Xạ ngài thí dụ rất rõ ràng người mà có tâm từ đó, bằng cái thí dụ là người đó, người đang hành cái pháp rải tâm từ, cái pháp mà hành tâm từ đó. Cái người thứ hai là người thân, người thứ ba, người dân, người thứ tư là một cái người mà quan trái với cái vị này dữ lắm. Thì bây giờ có anh ăn cướp, anh gõ cửa, anh chung vô, anh xâm nhập vô, cái anh chỉ mặt cái anh mà thường xuyên hay hành cái đề mục tâm từ đó, nói bây giờ đó, nghe trong bốn này có người nào phải hy sinh là tha cho ba người còn lại ha. Em chỉ mặt anh biểu anh cho anh chọn này. Cái ông đó mà anh nghĩ ngồi anh nghĩ đã rồi, ông nào cũng đáng thương, cần phải có được này kia, ông chùm thôi bây giờ tôi hy sinh này, tôi cứu mấy người đó. Thành tình đạo cho rằng cái ông đó vẫn chưa có tâm từ như thường, bởi vì mình thương người khác mà mình không thương mình. Nghĩa là mình lựa chọn được. Mà cái người mà có cái tâm từ mà tứ thiệt đó là quý vị sẽ nhận Đức Thế Tôn đó. Ngài nhìn trưởng lão Bụt Thơ Đề Quá Tát Tạ và ngài trưởng lão Rậu La đó, hai người bằng nhau. Không phải trưởng lão Đề Quá Tát Tạ hại ngài vậy rồi khi ngài nhìn có cái nhìn khác, không phải. Mà trưởng lão Rậu La là con của Bồ Tát, cho nên là con của ngài trước khi ngài thành Phật đó. Rồi ngài cho rằng người đó thân mật hơn mà xứng đáng để hưởng cái này hưởng cái nọ hơn, không phải. Cái người mà thật sự có tâm từ như vậy đó, thành ra nó mới có năng lực. Mà khi mà nó có năng lực rồi, răng ngài chỉ cần ngó con voi là nó cũng quỳ xuống như thế. Chứ còn mình ngó con voi răng cười nó đi tới, mình chạy cho sợ đó, mình dám làm gì đó. Thành ra mình nên tập với cái điều kiện về chúng sanh cần cái tự tâm của mình, mình cứ nguyện vậy đó. Nguyện theo một tùy theo ông, đa số những thầy sư dùng những phương tiện dễ nhất để cho mình tập, để cho khi mà cái tâm mình nó có năng lực rồi đó thì mình mới theo kinh điển, tức là lật trong kinh ra Đức Phật dạy à với rô hổ mí sụ kỳ tô hổ mí gì đó, thì cái chuyện đó tính sao. Chuyện từ đầu là mình dùng cái trạng thái tâm mình bình thường để mình hướng tới cái người đó. Ví dụ mình thấy người đã nhức đầu và mình muốn hướng, ít nhất là mình phải có trạng thái nhức đầu đó đã, mình muốn thoát khỏi thì mình nguyện mình là thoát khỏi đó, mình nguyện người đó cũng thoát khỏi đó. Chứ không phải như cầu cho chúng sanh trong hướng đông từng được an vui, trong hướng tây được an vui, tụng cho đã đời rồi cầu xin cho tất cả chúng sanh ngoại trừ vợ bé của chồng tôi thì được an vui, thì tất cả đều được an vui, chỉ trời trừ người thôi, thì tâm từ nó đâu phát sanh được, thấy không đó. Vấn đề là như vậy, anh nó tập làm sao tới tất cả mọi người, không ngoài trừ ai đó. Dù rằng nó có theo, nó dê chồng mình cũng kệ nó, mình rải tâm từ được cho nó. Cái đó mới là cái năng lực của tâm từ, hướng tới cái người đó để người đó cũng được cái sự an vui giống như mình. Nam mô Bụt Thầy á. Sao thứ sao thứ giờ kính đề được tội lý tâm. Nhưng mà trong cái vấn đề này kính thưa sư, giữ cái vấn đề mà cái tâm từ của mình với là cái tâm ái, hai cái nó giống như là nó mặt trái mặt phải, thì theo như cái sư thì giờ mình làm thế nào để người ta có thể nhận ra được cái đó là tâm từ mà cái đó là tâm luyến ái? Bởi vì khi mà mẹ thương con người ta cũng cho là tâm từ, hay là anh thương em cũng cho là tâm từ, hoặc là cho là sự luyến ái vân vân, thì hai cái vấn đề này thì theo như sư thì mình phải có phương pháp nào để mình nhận chân lên sự thật nó như thế nào không ạ? Dạ, con cũng thỉnh chị ạ.
Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Mình nhớ cái chuyện đó là khi nào mà cái người mà nói có tâm từ mà vẫn còn có sự so sánh thì cái đó không phải là tâm từ tứ thiệt rồi. Bởi tâm từ đó là metta, và tới cái tâm từ mà giống như tâm từ gọi là tanh hạ bê má, tức là có trạng thái như tâm từ nhưng mà là ác pháp chứ không phải là thiện pháp. Tanh hạ bê má và metta hai cái khác nhau. Metta là dành cho cái người mà hành thiền để ra tới cái sĩ má sau phê thá, tức là vượt khỏi cái giới hạn mà của sự phân biệt đó, thì cái người đó mới gọi có tâm từ. Và khi người mà đã có tâm từ rồi thì nhìn ABC giống nhau, nhìn người thân kẻ thù giống nhau chứ không có khác nhau tí nào hết. Còn người mẹ đó thương con, đồng ý thương thiệt, nhưng mà ngay cả trong cái thương đó không phải tất cả các đứa đều giống nhau. Nhớ chuyện đó, có thể thương con út, con hai hoặc thương con trai nhiều hơn, thương gái nhiều hơn, cái đó chuyện đó thành ra cái đó là giống như tâm từ chứ không phải là tâm từ. Còn người mà luyện đúng mức rồi đó, khi mà từ tâm mà nó phát sanh rồi đó thì nhìn chúng sanh giống nhau, nên là cái tâm nó rất là bình thản quân bình, nó giống nhau. Chứ còn mình bây giờ mình không biết, mình không cũng vậy, chứ bình thường mình đâu có tự tâm, nhưng mà mình muốn giúp người này chưa chắc mình giúp người khác, thấy không? Mình giúp người khác đó. Thành ra mình phải tập thì nó có kinh nghiệm riêng, là mỗi người mới thấy sự khác biệt đó. Chứ còn nếu mình chưa học cái cách mà luyện tâm từ thì mình không thấy sự khác biệt đó. Nam mô Bụt Thầy Gia. Sao thứ kính thưa thượng tọa chúng con. Nhưng mà trong cái vấn đề này con xin thỉnh hỏi sư, ví dụ như một người vợ mà người ta yêu thương người chồng, người ta yêu thương thấm thía, người ta là như hy sinh cả sinh mạng người ta để mà vì người chồng đó, lo lắng cho từ chút từ chút, từ miếng ăn miếng ngủ, rồi hy sinh tới lúc có thể cả sinh mạng luôn, thì như vậy cái tình yêu của người vợ đối với người chồng, hoặc là người chồng đối với người vợ như vậy thì có thể được gọi là tâm từ không sư? Nếu mình nói là không phải là tâm từ, nó thuộc về ác pháp, thì ác pháp làm sao mà làm được những cái sự việc là hy sinh cho cả một cái sự cái đời sống của mình cho người đó được ạ? Con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị, cái đó không phải là tâm từ là cái chắc rồi. Bởi vì cái người mà vợ chồng nhau thường thường là do cái ái nhiều hơn là do cái gì khác. Bởi vì cái ái mới có sự hy sinh, chứ nếu không có ái thì không có hy sinh. Mà hy sinh nó do cái ái là tại vì mình còn vô minh nên nó phải vậy, chứ làm sao mấy được. Nếu mà nói là nếu mà thương vậy đó, lo hết cho chồng nhưng mà tại sao mà không lo hết cho con, phải không? Vẫn còn sự phân biệt trong đó, những đối xử không có công bằng trong đó, thì làm sao mà nói dùng cái đó tâm từ được? Mình nhìn ngoài mình tưởng nó tâm từ, không phải. Bởi tâm từ khi mà đưa ra rồi là không có cần cái gì trả trở lại cả. Còn người vợ đó muốn chồng thương mình thương chồng, mình lo hết, chứ muốn chồng nó thương, nó chung thủy với mình, tức là mình có cái hành động đó nhưng mà với cái sự nghĩa là trả trở lại chứ không phải là nhận không. Còn nếu mình thành cái tâm từ để mình muốn cho người đó sao thì mình lo thôi, chứ mình không có cần cái sự trả trở lại. Bởi nhiều khi mình nguyện những cái câu mình nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có quan trái lẫn nhau đó, mình đâu có cần chúng sanh nó biết mình là ai đâu, mình đâu có cần chúng sanh nó phải hành tâm từ để rải lại cho mình đâu, phải không? Nhưng mà giữa vợ chồng thì phải có qua có lại, chẳng thể nó không có qua có lại. Giữa vợ chồng giống như nhà băng nghe chùa con nãy vậy đó, tôi gửi tiền anh nào tôi phải có lợi, là anh giữ tiền cho tôi thì anh tôi phải tốn tiền cho anh, ví dụ vậy, chứ không thể nào nó là free được, không có free. Nhưng mà nếu có tâm từ thực sự là free, chứ không có cái tính cái chuyện mà lợi lỗ trong đó. Nó mô bị thai giá. Dạ, xa tốt, kính dân là tường tòa lý thông. Thì để trở vấn đề cái tâm từ này thì này, cho con hỏi là nó là một cái trạng thái tâm thuộc về thiện pháp, nó là thuộc về tâm sở vô sân, mà nó có mặt ở trong thiện nữa. Thiện mà nếu mà mình nói như vậy thì một người mà muốn tập được có cái tâm từ này thì làm thế nào để cho nó khởi lên được chứ?
Nếu mình ngồi cái tụng là nguyện cho tôi luôn được an vui hạnh phúc, đừng có khổ, đừng bệnh hoạn, thì cái đó là mình tụng thôi, chứ thì làm sao để cho cái tâm thật sự, cái tâm thiện hợp trí mà có cái từ tâm trong đó nó đồng sanh chung, thì làm thế nào để mà cho nó có cái nguyên nhân gần nhất để cho nó phát sinh được cái tâm từ con cùng thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Nguyên cái nguyên nhân gần nhất là do cá nhân của mình bị đau khổ, mình không muốn người ta không có trạng thái đó. Tức là mình phải luyện từ từ để cho nó cái tâm sở à đô xả nó có năng lực. Chứ mình không luyện từ từ thì chắc chắn là cái à đô xả nó không có năng lực. Mà khi à đô xả không có năng lực á, thì cái tâm sở từ cái tâm từ tâm thiện lý trí xuống thành tâm 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 ác, mà tâm ác mà hợp với vô minh thành ra nó phiền lắm. Thành ra cái đó là tại sao phải phải tập là vậy đó, phải tập cho tới khi qua tới cái mức mà khó khỏi giới hạn mà của cái sự dính mắc giữa người với người với nhau, cái giới hạn dính mắc đó gọi là sĩ má sổng phề tá. Sĩ má là cái hộp gạch, sổng phề tá tức là trong cái giới hạn đó đó, tất cả mọi người đều bằng nhau chứ không có người nào hơn người nào thua hết. Cái người đó như vậy, nghe luyện tới mức như vậy đó thì cái đó mới gọi là tâm từ được. Chứ còn nếu mình luyện chưa tới đó thì chắc chắn cái đó chưa chắc là tâm từ đó. Mà cái người cái đầu tiên, cái nhân đầu tiên phải do chính mình, cái đó mình phải thương mình. Ai cũng nói là tôi không có thương mình, chắc chắn là mình không biết thương mình đâu. Đâu là Đức Phật nó không ai thương mình bằng mình ở trên, đồng ý. Nhưng mà mình chưa chắc thương mình là tại sao? Bởi khi cái tâm mình có ác pháp, mình hành thân khẩu ý có ác pháp, tức là mình đã không thương chính mình rồi. Đó. Thành ra khi mình hành những cái pháp mà gọi là từ tâm hay thiện pháp vậy đó, để làm cho những cái mà nó liên quan tới cái sự mà không biết thương chính mình đó, nó bắt đầu nó không còn hoặc còn ít. Đa số chúng ta là không biết thương chính mình đâu, mình nói cho hay chứ không biết thương chính mình. Bởi vì khi mình biết thương chính mình đó, thì nổ cái chuyện mà nghĩ xấu người ác đó là không làm rồi. Bởi vì nghĩ xấu cho người ác đó, nó là cái nhân đưa mình đi bốn đường ác đạo, mà nó mình thương mình làm sao mình muốn đi bốn đường ác đạo làm gì, phải không? Nên mình không có biết. Mà mình muốn biết mình thương chính mình hay không là khi nào là cái pháp nào nó bắt đầu khởi sanh là mình phải dừng mình liền. Chứ còn mà cười cười nếu mình nghe cái người hôm qua mà kênh mình bữa nay có người chửi vô cho người đó một trận đó, mình cái lúc đó cái tâm mình như là tâm gì? Là lúc đó mình chính mình không thương mình rồi, không? Chứ mình thương mình để cho cái ác pháp nó phèn. Mình quan hỷ khi người khác đau khổ thì nó làm sao? Cái đó là tâm não bị má thì đúng rồi, chứ làm sao? Không đó, không có người nói nghe như vậy hả dạ. Mà hả dạ lúc đó cái tâm là ác pháp. Mà là ác pháp là lúc đó mình nói mình biết thương mình là thật rồi, không có thương não đó. Thành ra người biết thương mình là người thân cầu ý luôn luôn phải là thiện pháp. Luôn luôn phải là thiện pháp thì cái người đó là người biết thương mình. Rồi mình dùng cái thiện pháp của mình đã có đó, mình hướng tới người nào, những người nào mà nằm trong cái giới hạn mà mình có thể làm được đó, mình cũng muốn họ được những cái đó, thì cái đó mới là người biết thương mình, rồi biết thương người nữa mới gọi là người có tâm từ. Còn nhiều khi mình chỉ biết thương mình mà không biết thương người cũng được, mà mình nói mình đã không biết thương mình làm sao mình thương người được. Bởi vậy cứ nghĩ vậy đi. Thành ra thường chúng ta không biết thương mình đâu, đừng để ra ngoài mà dẫu ngực tôi thương tôi nhiều hơn ai không có được đâu. Nên mổ bịch thà giá. Dạ, xa thứ giờ kính trời từ tòa lưu tòa. Quý vị nào có câu hỏi thì cứ chuẩn bị đi đưa ra nha. Chúng tôi hỏi là phụ cho đàn đạo chút xíu. Thì như sư nói được, mình không biết thương mình, em có thấy vấn đề này á, thì ví dụ như giờ cái thân của mình nó bị bệnh, cái mình thương nó quá mình lo cho nó, mình chăm sóc đủ thứ thuốc men bác sĩ, rồi nó đói mình lo cho nó ăn, nó lạnh mình lo cho nó ấm, thì như vậy có phải là mình có tâm từ với chính bản thân mình không sư? Dạ con cũng thỉnh sư.
Nam mô Bụt Thầy giá kính bạch triều tôn hiền giả, kính thưa triệu chị, mình cũng chẳng có tâm tư cho mình nữa, mình cũng chẳng thương mình đâu. Khi mình bệnh mình chăm sóc, nhưng mà mình nhớ đó, mình chăm sóc với cái kiểu mình không biết gì hết, mình làm với cái năng lực của vô minh. Khi mình ăn cũng vậy đó, mình đói ăn cho no, nhưng mà biết rằng bao nhiêu cái thứ trong dây thức ăn nó hại mình không, mình đâu có biết. Mình vẫn quất tuốt nữa. Rồi khi nào buồn buồn á, mình ra mình làm một một ly để phạm cái giới thứ năm chơi, như vậy mình nói mình săn sóc cho mình cho được, phải không? Mình cũng không biết thương mình, mà mình không biết cách săn sóc để cho mình được một cái lợi ích nào đó, chứ không phải mình nói mình biết thương mình thì dễ đâu. Quý vị mà học có nhiều cái điều kiện để đi học Phật pháp rồi, không biết cái người mà biết thương mình đó, là cái người đó như thế nào. Không bao giờ có sự suy nghĩ ác, không bao giờ có hành động ác, không bao giờ có cái khẩu mà nói lời để cho người khác đau lòng hay là đau bụng gì đó. Nên, bởi vì họ không nói ra, không phải người họ thương người khác, mà không nói ra, không suy nghĩ đó như vậy, không làm điều đó, tại vì họ thương bản họ. Mà khi họ thương chính bản thân của họ rồi đó, rồi mới họ mới có khả năng để họ thương người khác được. Chứ không bản thân mình không biết thương, làm sao mình thương người khác được, phải không? Mình cứ suy nghĩ vậy đi. Mà chúng tôi nói cái căn bản nhất là nếu mà cái tâm mình, cái sự thân khẩu ý mà là ác pháp, thì mình cái người đó không biết thương chính họ rồi. Mà không biết thương chính họ rồi, mà họ có gặp mình họ thề non hàng biển, nhà lo cho anh cho em suốt đời, nói những câu rất hay rất ra, chứ gì đừng có tin. Cái gì tin thì quý vị không phải bán lúa giống, không mà bán cả nhà luôn. Ở đó, cái người biết thương chính họ là cái người không giờ có thân khẩu ý là ác pháp cả. Mà thân khẩu ý họ không ác pháp, họ mới thấy cái giá trị của cái chuyện rồi, cái thân khẩu ý là thiện pháp, thì họ mới có thể họ tập để cho người khác có được như họ. Bằng nhiều trường hợp, trong có trường hợp mà nghĩa là dùng cái năng lực tâm từ để hướng đến cho họ. Còn nếu không thì mình đừng bao giờ mình hy vọng là mình độ ai đó. Mình nhớ là trong thời gian mà Bồ Tát mà chưa thành Phật đó, Ngài cũng có nghĩ tạo ba la mật để độ người khác, nhưng mà trong thời gian đó nó độ ai ít lắm. Ngài chỉ tạo những cái môi trường để cái cộng nghiệp của người đó, rồi khi Ngài đắc thành chánh đắc chánh đẳng giác, Ngài mới độ được. Chứ lúc đó mình không phải dễ đâu đó. Mình mới hành ngày trước ngày sau, cái mình đi ra cái mình nổi để cho người ta biết mình như này như đó, cái đó không phải là thương mình đâu, mà làm cho chúng ghét thêm cho thương gì. Mình thương là mình phải làm sao để tâm mình là thiện pháp, mà làm sao để cái quần chúng xung quanh mình nó cũng muốn theo, bắt chước theo mình để nó làm những cái hành động mà được gọi là thiện pháp như vậy ha. Chứ còn mà mình có những cái sơ hở mình không thấy mà nó ra mà mình nói tâm từ tâm bi gì là nó kên mình, chứ là ở đó mà nó nể mình à, phải không? Nam mô Bụt Thầy giá. À, xa tới à, kính thưa thượng tọa Lưu Tông, như sư nói nãy mấy cô mà hứa hẹn yêu thương suốt đời nên cái đó con bị cũng nhiều sư à, cái đó là nhiều khi mình cũng xếp bị lầm rồi. Thấy có định tệ xong tôi có câu hỏi rồi, trả biết lời cho rồi mà dạ mô Phật. Dạ, con kính đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu ạ. À, kính thưa sư, chi pháp của tâm từ là tâm sở vô sân. Vì tâm sở vô sân trong lúc tụng kinh, lễ bái tam bảo, nghe pháp hay làm các việc phước thiện, có phải là tâm từ hay không thưa sư? Dạ, con kính dâng mít đến Ngài ạ. À, Nam mô Bụt Thầy giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái tâm sở mà gọi là vô sân mười được gọi tâm từ, nó có đối tượng riêng của nó.
Còn cái đối tượng mà khi mình tụng kinh lễ ba tâm bảo đó, đối tượng đó không phải là cái đối tượng của cái tự tâm, mà đối tượng của tâm sở vô sân. Khi tâm sở vô thân mà được gọi là tự tâm đó, đồng ý là chi pháp của nó là đô xạ chê tà chê cả. Nhưng mà nó có cái đối tượng là nghĩa là muốn cho tất cả những cái chúng sanh mà ở trong cái sự suy nghĩ của mình đó, nó thoát khỏi những cái điều mà mình gọi là đau khổ hay gì đó, tức là một cái người đó nghĩa là có cái sự hy vọng, để hy vọng tốt cho tất cả các chúng sanh, chúng sanh mà trong cái giới hạn của mình mình muốn rải vậy đó. Thành ra khi mà cái chúng mình khi nào có cái những cái đối tượng như vậy đó, thì cái đô xả mới gọi là metta, còn ngoài ra thì không gọi là metta được, không gọi là metta. Chứ thành ra trong bốn cái loại tâm sở đó mà gọi là từ bi hỷ xả đó, mỗi một cái loại như vậy đó nó đều có cái đối tượng riêng hết, chứ nó không có đối tượng nào giống nhau được. Có những cái đối tượng mà mình khi mình nghĩ tới cái người đó thì cái đó từ cái lúc đó tôi là tâm sở bi chứ không phải là tâm sở metta, hoặc là cái tâm sở hỷ chứ không phải là tâm sở bi được. Thành ra tùy theo cái đối tượng mà cái tâm sở vô sân nó được gọi là vô sân, một tâm sở vô sân bình thường hay là tâm sở vô thân là tâm từ. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, xuân kính tri ân Ngài. Dạ, con thấy hỏi có lúc được lúc không. Bạch Ngài, con đọc trong kinh vị thầy có tâm từ, lo cho đệ tăng sóc và lo cho đệ như đứa con ruột của mình. Con thắc mắc là giữa tâm từ ái của người mẹ lo lắng cho đứa con thì con hiểu, nhưng giữa vị thầy sao hiểu là tâm từ đúng nghĩa của tiện pháp. Dạ, con xin dâng mít đây ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thực sự ra đó thì cái tâm sở vô sân mình gọi là tâm từ đó, là cái tâm đó khi nó phát sanh đó, nó có là tất cả những chúng sanh mà cái người đang hành cái pháp đó là có cái sự thương tưởng, cái sự hy vọng tốt đối với người đó. Còn nếu mà mình lúc đó cái tâm mình không có cái đó thì không có, thì không thể gọi tâm tự, mà nó là cái khác. Thành ra cái từ có hai loại mà tình thương, mình dùng chữ tình thương cho nó dễ ra là tình thương. Thứ nhất là từ tâm, tức là vô hận, metta adosa, hay là mình gọi là từ tâm đó, metta adosa. Thứ hai là một cái thiện tánh được thể hiện bằng cái sự thông cảm, không có sự phân biệt. Thí dụ như giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái, thì cái đó nó gọi là cái pháp, cái tánh tốt giữa đối xử với nhau mà thôi, chứ nó không có phải là từ tâm. Bởi vì nếu mà từ tâm mà nó có cái sự phân biệt, có giới hạn, thì cái đó không gọi là từ tâm được.
thành ra nãy chúng tôi mới nói là cái đó đó, cái thiền pháp thông thường giữa cha mẹ vợ con hay là gì đó, người bạn bè ở nhau đó, thì mới gọi là tanh hạ bi má là vậy đó ha. Tức là nó giống như tâm từ nhưng mà nó không phải tâm từ, nó không phải là tâm từ. Thành ra có thường thường mình trong kinh điển mới giải thích là tâm khác mà tình thương khác, hai cái khác nhau. Với cái từ tâm đó là cái mình phải tập nó mới có, còn cái tình thương thông thường mình có giữa cái người cộng nghiệp với nhau là có rồi, chứ không có ấy ha. Thành ra đó là cái mình cần phải phân biệt để mình thấy nó như thế nào. Chứ còn nếu mình không phân biệt thì mình cứ nghĩ rằng thôi cha mẹ thương con là cha mẹ có tâm từ với con thì không có dắt đâu. Không dắt. Như vậy nó cái đó chỉ là tình thương thông thường mà thôi, chứ không phải là metta dosa. Metta dosa là phải hành mới có thể có được, chứ còn nếu không là không có được. Thành ra đó là cái mình cần phải phân biệt để mình hiểu. Còn cái sự mà mình gọi là tâm tự ái của cha mẹ lo lắng đứa con hay là như ấy rồi này kia là không có hẳn là metta dosa. Đồng ý là thương nó có thể là thiện pháp nhưng nó cũng có thể là ác pháp như thường. Chứ không phải lúc nào cha mẹ thương con cũng là thiện pháp. Nên là mình có những cái trường hợp mà mình không có để ý ra, là mình không có thấy, chứ mình để ý mình thấy là nó tại sao mà nó với trong cái sự thương con của cha mẹ đối với con nó vẫn có sự so sánh. Mà khi nó có sự so sánh rồi nó có những cái gì trục trặc trong đó đó, chứ không phải là nó dễ giống cái người mà có tâm từ mà suy nghĩ tới cái người khác mà muốn cho họ được tốt đẹp an vui luôn luôn như vậy. Bởi vì họ có tốt hay không tốt thì nó không có hại tới mình, mà mình chỉ mong ước để họ có được những cái đó như vậy thôi. Còn cha mẹ lo cho con, thương con là thương thiệt, nhưng mà phải muốn cái vẫn có cái muốn nó phải như phải như kia nhưng mới được, chứ không phải là thì không chứ không phải dễ à. Hoặc là nó có cái điều kiện gì để được cha mẹ thương như vậy thôi, hai cái nó khác nhau. Nó mô tả vậy. Dạ sa thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ con thấy câu hỏi của Đình Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, trong việc thực hành tu rải tâm từ có các ấn chứng út gá há ní mít tá ba tí ba gá ní mít tá hay không thưa sư? Dạ con xin dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hèn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, nếu mà nói ní mít về ra thì nó cũng có, nhưng mà cái đó là nó dựa vào một số cái điều kiện để gọi là ní mít về thôi, chứ còn không thể nói bởi vì tất cả những cái đề mục nào mà đắc thiền á thì nó đều có ní mít hết á. Còn những cái đề mục mà trong 40 đề mục của thiền chỉ á thì chỉ có 28 đề mục đắc thiền thôi, còn 12 đề mục còn lại thiền thường không có cái 28, đúng rồi, thì không có ấn chứng. Nhưng mà người ta vẫn giả định là nó có ấn chứng, là tức là cái gọi là ục hà ni mít tạ đó, tức là nó có cái đó. Nhưng mà thật sự thì cái nào đắc thiền thì có, còn cái không đắc thiền thì không có. Với đắc thiền nó phải có những cái ni mít như vậy thì mới làm cho cái định nó phát sanh, chứ nó không phát sanh thường thường. Nhưng mà có những cái này nó rất là trừu tượng, trong thanh tịnh đạo cũng giải thích mà không có rõ ràng mấy cái đó, rất là trừu tượng. Nhưng mà họ chỉ cho anh biết là khi nào mà những cái nào mà đắc thiền á mà thuộc loại mà thô thiển chút đó, thì nó rất rõ ràng. Còn nếu mà những cái nào mà không có nghĩa là hơi vi tế á,
thì họ cũng tính vậy, nhưng mà cái đó thì nó rất là trừu tượng cho nên không có rõ ràng. Nam mô Phật thầy á. Dạ sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ con kính mời anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? Dạ con thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, giả dụ ta có tâm từ với đối tượng nào đó, nhưng khi đối tượng đó mất đi mà mình khởi đau buồn thì có phải đúng là tâm từ hay không thưa sư? Và con kính gửi mít đến ngài ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tổ nguyện, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đối tượng tâm từ không phải là một hai mà mất đi hay không mất. Đối tượng của đó là tất cả chúng sanh mà mình có cái sự thương tưởng hay mình có cái sự mong cầu để người ấy được an vui. Đó. Thành ra nếu mà như vậy thì nó đâu có một hai chúng sanh gì đâu. Thành ra thường thường một trong những cái mình khi mình nguyện là sabbe sata, đó là vậy đó, tất cả các loại chúng sanh, sabbe bana, tất cả các loại hữu tình, sabbe bukala, tất cả mọi người, sabbe Atapha Paribbana, tất cả chúng sanh có tự thể. Thành ra cái này là không có một hai người gì đâu mà khi mà mất hay không mất, không có đâu ha. Thành ra khi mà luyện tâm từ là luyện nó rộng rãi hơn nhiều là mình nghĩ thông thường. Mà ngay cả trong cái những cái điều cần biết mà trong cái án xứ mình niệm mà nó có tới 8 chuyện chứ không phải 4 chuyện. 4 cái là trà tụ lắc hành hạ và 4 cái sau là nó thêm vô. Thí dụ như là trạng thái của tâm từ là gì? Tức là động lực để thúc đẩy thân khẩu ý mình trong việc mong cầu lợi ích cho chúng sanh. Nhớ là chúng sanh chứ không phải một vài người, không phải một đối tượng nào đó, cho chúng sanh. Tức là không có sự phân biệt. Cái thứ hai đó là phận sự đó. Phận sự là mang lại lợi ích cho chúng sanh, cũng là chúng sanh chứ không có ngoại ấy. Cái thứ ba là bạch chủ, bạch thanh na, từ nhân thành tụ đó. Thì nhân thành tụ là ngăn ngừa mọi sự thù hiềm. Đó, thì mình hành cái thiện tâm từ tới mức qua khỏi si ma xong thì ta, tức là ngăn trừ được mọi thù hiềm. Cái thứ tư là bạch đắc thả na, tức là điều kiện cần thiết đó, là luôn luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp khả ái cho chúng sanh, không bao giờ nghĩ đến điều xấu xa không tốt. Cái đó là cái điều kiện cần thiết để tâm từ nó phát sanh, để tâm từ nó phát sanh. Còn cái bốn cái tiếp thì thứ nhất là sammatthi, là sự đầy đủ đó. Sammatthi, sự đầy đủ, tức là viên mãn, vì lòng quán hận đã ngăn trừ trong cái thời gian mà thiện là chưa hoại, thiện là chưa hoại. Cái thứ hai là quý bạch tỳ, là sự thối nát, nghĩa là cái sự thối nát do lòng vị kỷ thì không có, không có trong cái khi mình hành gan xứ tâm từ tới nơi. Kẻ thù gần cũng không có, tức kẻ thù gần là sự liên ái cũng không có. Cái thứ tám là kẻ thù xa đó, tức là lòng hiềm hận cũng không có. Thì người hành tâm từ đúng mức thì được viên mãn, thối thoát,
kẻ thù gần, kẻ thù xa, cái đó đều không có hết, đang ngăn trừ được. Thành ra nó không có phải là một người thôi, không phải một mất một mà có trạng thái này trạng thái kia, bởi vì tâm từ là luôn luôn hướng đến tất cả chúng sanh. Nam mô Phật Thầy ạ. Sa thúc, sa thúc, con kính tri ân ngài. Dạ, con xin đọc câu hỏi của tri ân ạ. Dạ, kính bạch ngài, tâm từ và tâm bi khác nhau ra sao? Đâu là cái thiết thực lợi tha trong đời sống tu tập? Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tổ mẹ, dạ kính thưa chư vị, hai cái khác nhau vì đối tượng nó khác nhau thì cái pháp hành nó cũng khác nhau. Tâm từ là đối với tất cả chúng sanh mà mình có sự thương tưởng, có sự mong muốn để người ta được sự lợi ích, sự hạnh thông, sự tốt lành. Còn tâm bi tức là cái tánh mà của cái người mà rung động trước sự đau khổ người khác, khi mình thấy người khác đau khổ thì cái pháp đó vẫn được gọi là bi. Hai cái khác nhau. Một cái là mình thấy cái người đó cần cái tình thương, còn cái người mình muốn cái người khác là để thoát khỏi sự đau khổ. Hai cái khác nhau thì nó hơi khác chứ làm sao nó giống nhau được. Thật sự thì cả hai cái đều cần thiết, bởi vì cả bốn loại từ bi hỷ xả này có bốn loại chúng sanh khác nhau, còn bốn loại chúng sanh là nó ở xung quanh mình đầy đủ hết á. Thành ra nếu mình luyện thì mình phải luyện cho nó đủ. Còn mà liên một cái tâm từ không, nhiều khi tới mình gặp cái chúng sanh loại khác á, cái tâm từ không có dùng được thì người mình nó vẫn phiền não như thường á, làm ra. Nhưng mà cái từ bi hỷ hỷ thì còn luyện dễ, nhưng mà cái xả khó luyện lắm á. Xả nó khó luyện hơn mà cái từ bi hỷ. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ, sa thúc, con kính tri ân ngài ạ. Dạ, xin mời anh chị có câu hỏi gì không ạ? Dạ, xin mời Hạnh Duyên cầm mic lên hỏi trực tiếp với ngài nha. Xin mời Hạnh Duyên. Dạ, con Hạnh Duyên, con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Liệu Tâm, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Con đảnh lễ quý cô tôn nữ và con kính lễ đạo tràng, con kính chào thầy kinh. Dạ. Cho con có một câu hỏi để vì đáng lẽ là con cũng không dám hỏi câu này, nhưng mà con thấy ngài đang có nhiều cô chú anh chị đang hỏi về cái chủ đề tâm từ, nên là con cũng xin có ngài có cái cõi và cái sự chia sẻ. Dạ thì con hỏi cái vấn đề nó hơi tế nhị và đi vào cái chủ đề cụ thể, là ví dụ như là trong những ngày qua thì con được dự lễ dân y trong miền Nam á, thưa ngài và đạo tràng, thì hôm qua con cũng có cái chuyện với đạo tràng, thì chiếc cô Mít Ta hoặc là Thi Lâm mà chắc cũng biết, thì ví dụ như là khi mà con đi lễ một số chùa thì con gặp một số vị sư, thì thiệt hay giả thì con không biết, nhưng mà con biết là chắc chắn là không được chùa mời. Thì con chỉ biết chắc chắn là cái điều mà không được chùa mời là con biết chắc chắn, còn thiệt hay giả là con không biết. Thì mà con đi có người con gặp 2-3 chùa luôn. Rồi khi mà tụi con mà cúng dường chữ tăng á, thì bị đó cứ níu áo tụi con, hoặc là bắt tụi con, hoặc là
nói tụi con là hãy cúng dường cho vị đó đi, chứ vị đó từ xa tới đây, vị đó từ An Giang tới không có tiền gì xe, rồi vị đó thế này thế kia. Thì ban đầu á, thì lúc 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 đầu mà khi mà như vậy á, thì con cũng khởi lên cái tâm là con mình cũng hiểu vấn đề, nhưng mà con nghĩ là thôi, giống như có thể là thiệt hoặc là có thể là giả, nhưng mà con nghĩ thôi, nếu mà thiệt thì chắc là vị này tu thiếu phước, hoặc là cũng cái về cái sự nó cũng khó khăn trong cái duy trì cuộc sống hàng ngày nên mới làm vậy, hoặc là nếu mà giả thì chắc người ta cũng túng quẫn quá nên là người ta mới đi làm liều như vậy, nên là thôi kệ. Nhưng mà lúc đó thì chợt trong cái tâm con nó khựng lại, con nói thì con nhìn như vậy thì con không, giống như mình cũng khởi lên cái tâm là nhưng mà những cái hình ảnh như thế này thì rất là làm ảnh hưởng đến 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 chức tăng đệ tử của Đức Thế Tôn, nó làm mất đi cái hình ảnh, nó ảnh hưởng rất là lớn. Và con thì cũng là một Phật tử mới, thì con cũng xét trong tâm mình, nếu mà con đã được trước khi đi dự lễ và khi mà ấy, thì con cũng đã được sư phụ Pháp Trang á là cũng nhắc nhở con về những cái điều này rồi, chứ nếu mà không được được nhắc nhở là chư tăng cũng có vị này vị kia, hoặc là không được nhắc nhở những cái trường hợp như thế này á, thì con rất 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 là dễ 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 có cái sự mà nhìn sai lệch. Thì á, con nên là ví dụ như khi gặp những cái trường hợp như vậy thì con không biết. Thì con rồi cuối cùng thì con cũng thản nhiên thôi, nhưng mà con thật sự trong lòng con thì con không biết dùng cái tâm gì mà để đối diện với những cái trường hợp như vậy, thưa ngài. Và con xin ngài cho con cái lời khuyên, để mà ví dụ sau này thì chắc chắn thì con cũng sẽ gặp lại những cái trường hợp như vậy, thì con phải nên như thế nào là nó hợp lý và nó tốt nhất. Thì con xin bạch ngài, dạ con xin dâng biết đến ngài ạ. Nam mô Phật thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Gặp trường hợp mà mình dùng tâm từ không được, tại vì mình không có tâm từ, tâm bi cũng được, tâm hỷ cũng được, thì mình dùng tâm xả chứ có ai đâu. Thực sự ra nếu mình không chắc họ là nhà sư thì mình không có nên cúng dường. Em nói trong trường hợp mà họ không có đủ khả năng đi làm kiếm ăn thì chẳng họ đi ăn mày mình giúp. Nhưng mà giả dạng nhà sư thì không có nên giúp. Bởi vì mình làm nghề đó, tức là mình nghĩa là cộng nghiệp với cái những người mà làm cho giáo pháp suy đồi thêm. Mình cũng cái nghĩa là mình đóng góp thêm một viên đạn, một viên gạch cho sự suy đồi của giáo pháp. Thứ nhất, cái thứ hai đó, người mặc y mà lên tiếng xin là không phải nhà sư rồi. Nhà sư không bao giờ mở miệng xin, bởi đó luật cấm. Nhà sư đi xin bằng cách im lặng, dùng cái thân để xin chứ không phải dùng cái miệng. Vì là nhớ chuyện đó, dùng cái thân để xin chứ không phải dùng cái miệng. Nhà sư thí dụ đi bát như vậy, nghĩa là ai kêu mời, thỉnh mời thì dở nắp bát ra, còn thỉnh thì thôi. Chứ không phải thấy người đó có đồ ăn ngon, đứng lại dở nắp bát ra để cho người ta dẫn cho mình, cái đó cũng không có được. Xin mở miệng để xin hoặc là giấu để cho biết mình cần cái đó, Đức Phật cấm, không cho chư tăng làm. À, còn nếu trong trường hợp những người mà ta tự trọng chút, ta biết ta không có khả năng mà để nuôi mạng được đó, thì ăn mày thì mình giúp ăn mày nhưng vẫn có phước. Chứ mình giúp cái kẻ mà phá đạo thì nó không phước báo gì hết. Mình nhớ chuyện đó. À, không có gì mà phải lo. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ, xin mời quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Dạ, con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu.
Kính thưa sư, sự giống và khác nhau giữa các tâm vô ký Abhyakata và tâm di tác Kiriya Chitta là chỗ nào? Tại sao ba sở hữu tâm chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng không hùng với các tâm di tác? Và con xin dâng mít đến Ngài ạ. À. Nam mô Phật Tài Giả, kính bạch chư tôn hoàng giả, kính thưa chư quý vị. Abhyakata hay là tâm vô ký, nó gồm có cái tâm di tác và tâm quả. Còn nếu mà nói tới tâm di tác thì chỉ có tâm di tác không mà thôi. Chứ kriya chitta ngay là trong các bản Bali mới sau này họ dùng chữ kriya chitta, hai chữ cùng nghĩa nhau. Kriya hay là kriya thì giống nhau hết, là thì giống nhau và khác nhau chỗ đó. Còn ba sự tranh ngữ tranh nghiệp không có trong hợp với tâm, tại vì tâm di tác ngoài trừ cái hai cái tâm mà ngũ môn hướng tâm, ý môn hướng tâm thôi, còn tất cả tâm di tác còn lại đều phát sanh ở bậc A La Hán. Bậc A La Hán thì chắc chắn là Ngài không có giữ giới khẩu, giới mạng, giới gì đó. Vậy mấy cái đó Ngài đã tròn đủ rồi, Ngài không có cơ hội để làm ác, Ngài không có giữ giới. Thành ra chánh ngữ, chánh nghệ, chánh mạng không có. Đó là lý do tại sao mà ba tâm sở giới đó không có phát sinh ra các vị A-la-hán. Nam mô Phật Thầy ạ. Dạ, sa thú, sa thú, con kính tri ân Ngài ạ. Dạ, bạch Ngài, cho con có câu hỏi. Khái niệm mà Niết Bàn tại thế, tịnh độ nhân gian, tịnh là Phật, mê là ma, có trong tâm tạng Pali không Ngài? Dạ, con xin gửi mít định đến cho Ngài ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ, kính bạch chư tôn này, dạ, kính thưa chư quý vị. Tâm tạng Pali thì không có những cái khái niệm đó đâu ha. Còn Niết Bàn thì thường thường trong Pali đó định nghĩa rõ ràng, chứ không phải ngay cả trong bài kinh mà Phạm Giống đó, thì có trong đó có năm loại Niết Bàn là Thiết Tha Thầm Má Niết Bà Ná đó. Năm loại Niết Bàn hiện tại đó là tà kiến, chấp cái đó. Người nào mà có thể giữ, có ý nghĩ về năm loại Niết Bàn đó đều là tà kiến, quý vị vô kinh Phạm Giống coi sẽ thấy. Năm loại Niết Bàn đó là của đám tà kiến đó chủ trương, chứ không có phải. Còn Niết Bàn trong cái giáo pháp Đức Phật thì chỉ có một thôi, nhưng mà thường thường Niết Bàn Ngài trực tiếp, mà Ngài dùng những cái pháp mà đối nghịch để Ngài trả lời. Hôm nay quý vị thấy có nhiều chỗ Ngài nói nó không giống nhau, trong Bali là vậy. Khi nào gặp trường hợp nào thì mình phải coi chú giải nó giải thích thì mình sẽ thấy rõ ràng trường hợp đó, chứ không có khó khăn gì. Nam mô Phật Thầy. Dạ, sa thúc, sa thúc, con kính tri ân Ngài ạ. À. Dạ, con xin đọc câu hỏi của tri ân. Dạ, kính bạch Ngài, cha mẹ thương con phải như thế nào để đúng nghĩa tâm từ và không phải là ái? Dạ, con kính dâng mít đến Ngài.
thầy giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, nếu muốn có được cái đó thì phải tập, chứ không tập tự nhiên là có tâm tự thư thiện đâu có được. Phải có tập à. Tập đàng hoàng, tập từ từ từ, giống như lật thành tình đạo rồi coi tập cái đề mục đó như thế nào, khi đắc thiện đắc như thế nào, thì lúc đó cha mẹ muốn quay phòng làm việc với con là ta có tâm tự thì phải tập, chứ không khi không có cái gì khi không mà có được đó à. Mới có nhân duyên đâu đó, muốn có tâm tự thì phải tập, tập đề mục đó đó, đề mục để thành mê tà đô xả đó, chứ còn hay không mà nó có tâm tự không phải dễ. Nam mô Phật Thầy dạ. Dạ sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ. Dạ anh chị có câu hỏi gì không nữa ạ? Dạ con đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, có câu Pali: Chê tá ná hăng bích khá quê thăm măng quá đa mí. Này chư tỳ kheo, Như Lai giải sự: Chê tá na cố ý là nghiệp, như vậy tâm sở tư. Chê tá na trong tâm thánh đạo tạo nghiệp hay diệt, diệt nghiệp. Tâm quả hiệp thế là thành tựu của tâm sở tư. Vậy từ tâm đạo sang tâm quả siêu thế là thành tựu của tâm sở tư hay là kết quả của sở hữu trí tuệ? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Phật Thầy dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó thì cái tâm sở tư đó là mình cái câu đó phải học cho nó hết, chứ còn mình học như vậy thì mình nói như vậy nó không có chính xác. Nhưng mà tôi cũng để thằng coi quên nguyên cái câu đó nó dài, chứ không phải chê tà nắng với cầu hê cầm măng qua tâm lý đó, chứ không phải là nó ngắn như vậy đâu. Chúng tôi có ghi đâu đây nè, tại lúc nào mình cũng nói chê tà nắng với cầu hê cầm măng qua tâm lý là nó không có hết gì không được. Thành ra nó có nhiều chuyện để nói trong cái đó vậy lắm, mà chúng biết chúng tôi ghi cái đó nó nằm đâu. Tại vì chúng tôi sợ nhiều khi mình hiểu lầm, mình nói nó không đúng mình là phải ghi lại hết, chứ không có cái câu đó chỉ có một nửa đoạn của cái câu mà Đức Phật nói thôi. Nửa câu của ngài nói thôi, thành ra cái tâm quả, còn cái thứ hai là trong thánh đạo, tâm sở tư trong thánh đạo, không cái tâm sở tư trong thánh đạo nó vẫn là nghiệp như thường, nhưng mà cái đó họ gọi là cái gì, nghiệp không trắng không đen, nghiệp không trắng không đen sở tư trong đây cái tâm thánh đạo đó, tức là nghiệp đó không có cho quả gì sao, không trắng không đen. Thành ra cái tâm tâm quả hiệp thế thành tựu thì tâm thứ tư như vậy, tâm đạo chứ tâm quả siêu thế cũng vậy thôi, nó cũng là nhân quả liên quan, nhưng cái quả cái tâm sở tư mà trong siêu thế gọi là cái tâm sở đó gọi là cái nghiệp mà không trắng không đen, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp không trắng không đen là không có cho quả, đó là chỗ đó là cái cũng là nghiệp như thường, nó cũng là nghiệp quả với nhau, nhưng mà nó lại không có giống như cái nghiệp quả hiệp thế. Nghiệp quả ở thế là nó có thời gian nó mới cho quả, còn cái nghiệp siêu thế đó là nó akaliko, tức là nghiệp quả nó dính liền nhau, nó làm gọi là trong Bali của cái bộ cuối cùng gọi là Makkhanantara, gọi là Makkhanantara Chetana, tức là Chetana cho quả liền, chứ không có
không có ấy. Này, xin trả lời chẳng tắt về đây, chúng tôi chèn cái câu kia bây giờ nào tôi sẽ tìm ra để tôi đọc cho nghe. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, sa thúc sa thúc. Dạ, chúng con kính tri ân sư ạ. Dạ, đầu tràng có anh có câu hỏi không ạ? Dạ, con kính gửi mic lại cho ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiền. Dạ, kính thưa chư vị, tìm thấy rồi. Đức Phật thiết cái chữ cái đó, cái chữ nghiệp này trong tăng kinh tăng chi sáu pháp. Chê tình hẳn phích khẩu ê cầm măng quá đà mí. Chê tại giết toa cầm măng cà rô tì ca dê ná qua chà giá má ná xả. Đó là nguyện cầu trong tăng chi. Nguyện cầu trong tăng chi đó. Này các tỳ kheo, sự cố ý là duyên thúc đẩy cho các hành động được thành tựu bằng thân khẩu ý. Bằng thân khẩu ý do nhân này như lời phán là sở hữu tư chính là nghiệp, tức là nó phải thành tựu. Cái là nó thành tựu là gì đó. Chê tà hắn phía cầu về cầm măng quá đa mí là chê tà giết to cầm măng cà rô tì ca dê ná, từ thân nghiệp đó, và trà giá mà nó xả, từ thân khẩu ý nghiệp thành ra cái tư là nghiệp. Nó có thể nó cho quả tốt hoặc cho quả xấu. Tùy theo cái tâm sơ tư nó nằm trong cái động tốc nào. Động tốc là ác pháp hay là động tốc của như vậy. Thành ra tư phát sanh. Nghĩa là mình nói nếu mà nói nghiệp thân nghiệp khẩu ý đó, thì cái tâm sơ tư chỗ này nó phát sanh trước khi con nghiệp, tức là bột phá pha khá thâm ma. Bali là bột phá, tức là nó phát sanh trước cái nghiệp khẩu. Còn cái nghiệp là pháp phát sanh sau khi mà tâm sở tư nó đã thành tựu cái đó. Nó là bạch trả và đó là cách trình bày theo phân loại của các ngài của chú giải đó. Thành ra chú giải là nghiệp, chú giải giải thích như vậy là chú giải kết luận nè, trong trong cái không biết trong chú giải của trong bộ kinh thì phải đó. Chú giải của bộ kinh là Kasma Chetana Kamanti Vutta Chetana Hula Kata Kamatsa. Do đó Đức Thế Tôn mới phán rằng tư được gọi là nghiệp, bởi vì chính hành động đó được thành tựu do tư làm gốc. Đó, thành ra khi mình dẫn chứng câu đó là phải dẫn chứng luôn cả phía dưới, tức là chê tà nắng thiết khả vệ cầm măng quá đa mí chê tà tòa cầm măng cà rô thị cà dê ná hoa chà giá má ná xả. Chứ còn nếu mình nói không có chê nắng với người cầm măng quá tà mí thì theo chú giải giải thích cái đó là nó không có được hoàn hảo cho lắm. Nam mô Bụt Thầy giác. Thốt xa tôi thấy định tể tu đó, kính tri ân sư. Con xin đọc câu hỏi của tri ân. Dạ, kính bạch ngài, cha mẹ không biết Phật Pháp nên thường quý những đứa con giàu thành đạt và thường quên lãng những đứa con nghèo. Sự việc này có tạo nghiệp không bạch ngài? Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, bạch chư tôn hiền. Dạ, kính thưa chư quý vị, khi nào mình có tác ý, tức là mình có tâm sở tư mới để thích rồi đó, thì đều tạo nghiệp chứ làm sao không tạo. Tâm sở tư tất cả đó động tốc đều tạo nghiệp hết đó, chứ làm sao không tạo đó. Thế nào mình con người đã muốn cho đời sống nó phải vả thì khi suy nghĩ phải suy nghĩ cho tốt, làm cũng phải làm cho tốt. Chúng tôi thường dùng danh từ là suy nghĩ trước khi làm, suy nghĩ trước khi nói, suy nghĩ trước khi suy nghĩ. Bởi vì khi mình chưa suy nghĩ, mình tại sao phải suy nghĩ trước khi nói? Câu nói mình chưa nói ra mà là chủ câu nói đó.
hoặc là cái sự suy nghĩ nó giúp cho mình nên nói không nên nói. Nhưng khi mình nói ra rồi thì mình là nô lệ của cái câu nói đó. Đó, thì mình nói tốt thì mình hưởng cái quả lành, mà mình nói xấu mình hưởng cái quả xấu, cái đó là khẩu nghiệp. Nên là phải suy nghĩ trước khi nói, trước khi làm, là trước khi suy nghĩ nữa, để mình tránh cái trường hợp mình là nạn nhân của chính cái sự suy nghĩ của mình. Mình suy nghĩ là mình phát ngôn liền, mình phải suy nghĩ coi nên phát ngôn hay không nên phát ngôn. Chưa phát ngôn vẫn là chú câu nói đó, nhưng phát ngôn ra xong là mình là nô lệ câu nói đó liền. Thành ra bây giờ cũng tạo nghiệp rồi đó, chứ không phải không. Thành ra mình thương con thì cũng thương theo cái sự hy vọng để cho nó được trở thành người tốt, thì mình dạy nó cũng dạy nó như vậy. Nhưng mà mình phải suy nghĩ trước khi mình muốn chơi nó. Bây giờ mình chơi nó vẫn tạo nghiệp, vào con mình thì nó chơi nó vẫn tạo nghiệp, bởi vì cái tâm lũ là tâm xấu. Mình tạo nghiệp chứ không phải là tại vì mình chơi con mình tạo nghiệp, không phải. Cái tâm mình xấu là nó thành nghiệp xấu, chứ không có tốt gì đó. Là coi chân, cẩn thận trong những cái thần khẩu ý của mình mới được. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ, sa thúc, sa thúc, con kính tri ân Ngài ạ. Dạ, quý anh chị nào có câu hỏi không ạ? Dạ, con xin có một câu hỏi. Khi hành giả nhìn thấy cuộc sống là một đắp đổi liên hồi của các hiện tượng sanh diệt thì có tác dụng gì ạ? Dạ, con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị, thấy cái kiểu nào, thấy theo chế định pháp hoặc là thấy theo chân đế pháp, cái đó phải biết rõ mới được. Chứ mình thấy theo chân đế pháp thì mai ra còn có quả tốt, chứ mình thấy theo chế định pháp thì chắc chắn là chưa có tới đâu cả. Cái người pháp học này nó rành rẽ ta cũng thấy được theo chế định pháp, nhìn chắc sành diệt gì ông sùm á, thấy và thấy rõ ràng là chân đế pháp, tức là sau khi thấy danh sắc biết danh sắc là cái pháp nó phải sanh diệt, mà thấy rõ ràng trong pháp hành thì cái đó mới là có quả tốt. Còn cái kia thì thấy chơi cho vui vài bữa rồi chứng nào thật nấy. Nam mô Phật Thầy giá. Sa thú, con kính tri ân Ngài ạ. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính xin sư giảng, loại tham ái hợp đoạn kiến, quý bá quá tăng hà, và tham ái hợp thường kiến, bá quá tăng hà, nghĩa là thế nào? Dạ, kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự đó, nó có nhiều cái ở đây chúng ta phải phân biệt nhiều cái để nói, chứ không phải nó ít giống như mình hồi xưa giờ mình tưởng ấy, tức là hữu ái đó. Ở đây hỏi hai cái là hữu, thứ nhất là hữu ái với phá quá tình hạ, với quý phá quá tình hạ, phải không? Phải cái này nè, bởi vì những cái này nó phát sanh cho cả chư thừa phạm nhân, gọi cho cả bậc thánh nữa. Cái hữu ái phi quái này chẳng phải là chỉ cho phạm nhân không mà thôi đó. Thường thường hữu ái đó gọi là phá quá tình hạ, là hữu ái tức là sự thích thú trong các cảnh, là kiến cho rằng tất cả đều trường tồn. Nói theo chi pháp thì hữu ái đi đôi với thường kiến đó. Hữu ái là tham đi đôi với thường kiến, nên cái đó là hữu ái. Thì
các nhà chú giải là chiết tự cho hữu ái đó, phá quá là gì, phá quá thì tỷ phá vô, chấp nhận một bản ngã thường hằng trong sáu cảnh gọi là hữu. Hữu trong trường này có nghĩa là thường kiến. Phá vô chạ sổ tanh hả chà tị, phá quá tanh hả, ái đi đôi với thường kiến được gọi là hữu ái. Ba là chuyện phá quá tanh hả. Nhưng mà trong sụt tâm tả mã quắc khá thà cà thả này, nói trong thà cà thả thì hữu ái có 5 loại. Hữu ái không là này chỉ nó hữu ái phá quá tanh hả 5 loại. Thứ thú trong dục hữu, tức là muốn được làm người hay là chư thiên cõi trời dục giới. Cái thứ hai thích thú trong sắc hữu, tức là rupa phá quá, tức là muốn trên được làm phạm thiên hữu sắc. Cái thứ ba thích thú trong vô sắc, tức là rupa phá quá trong nghĩa là cõi, tức là muốn sanh là phạm thiên vô sắc. Thứ tư thích thú trong thiền định, xa na sám bạch tị, tức là muốn được kiến thức các tầng thiền đáo đại. Thứ năm thích thú trong thường kiến, là thấy rằng có cái ngã bất biến thường hằng ở mỗi chúng sanh, do quả chết đi thân có hoại, nhưng cái ngã vẫn tiếp lần lù sang cái thân khác. Nếu tiền thân là người thì hậu thân cũng là người, nếu tiền thân là loại gì thì hậu thân vẫn cứ là loại ấy. Đó là hữu ái. Bây giờ là phi hữu ái. Quý phá quá tình hả, tức là tham ái đi chung với đoạn kiến. Cũng là ái trong sáu cảnh đó. Cũng là chấp nhận các bản ngã, nhưng các bản ngã sẽ hoàn toàn tiêu mất sau khi chết. Nó nhớ một cái là còn, một cái là mất sẽ chết. Như là cho rằng trên đời này chẳng có gì hết á, mọi thứ đều sẽ tiêu tan hoàn toàn, không có thấy cái sự kiện mà luân hồi sanh đi sanh lại gì hết. Cái đó là phi hữu ái. Thành ra hai cái nó khác nhau, cái chấp thường, cái chấp đoạn. Nhưng mà nên nhớ là mấy cái này đó là chỉ xuất sanh về phàm nhân thôi, tại vì về bậc thánh thì vẫn còn bốn cái tầm tham ly tà. Bốn tham ly tà thì vẫn có hữu ái ấy, nhưng mà không có cái ái mà là liên hệ với thượng kiến hoặc là đoạn kiến, không có liên hệ đoạn kiến nào đi. Như là bậc thánh thì chỉ muốn sanh về cái cõi đó mà thôi, chứ còn không có giống như mà phạm nhân. Hai cái đó mình nên coi chừng là nó mình phải giác ra, chứ mình phải chia ra, chứ còn nếu không thì mình dễ nghĩ sai gì. Mình tưởng đâu là bậc thánh vẫn còn ái dục thì rất là phiền nha. Hồi ánh thì còn, nhưng mà không còn tà kiến, không còn đoạn kiến gì đó, bởi vì bậc sơ quả đã đoạn rồi, thành ra không có cái vô đó. Hai cái đó này chỉ liên hệ tới phạm nhân nhiều hơn là bậc thánh nhân. Nam mô A Di Đà. Sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ, con xin đọc câu hỏi của tri ân ạ. Dạ, kính bạch ngài, khi tâm minh khởi ý không tốt, nhưng mình kịp nhận ra và ngăn không cho ý phát ra lời, thì có phát sanh ý nghiệp không bạch ngài? Dạ, có ý nghiệp cho quả như thế nào ạ? Dạ, con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Trong thập ác nghiệp á, thì có bốn khẩu ba thần với bảy là tham sân với tà kiến. Thành ra mình khởi ý không tốt thì chắc chắn nó phải tạo nghiệp rồi, còn hãy cho quả như thế nào ở chuyện đó thì để mai mốt đắc thần thông mà biết chứ. Bởi vì trong máu với ba cô và chim tái vô nghiệp quả bất khả tư nghi, hỏi cái đó mà hỏi nhầm chúng tôi chưa có đắc gì, cũng chưa có thần thông gì, anh hỏi chứ là chịu chết. Nam mô Bụt Thầy á.
Dạ, sa thúc rồi ạ. Kính tri ân ngài ạ. Dạ, quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Ngài cho con hỏi, sự phát nguyện và sự quyết tâm có giống nhau không này? Dạ, con xin nghĩ đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, hai cái khác nhau chứ sẽ giống nhau đó. Sự phát nguyện được mình hướng dẫn cái việc, cái quả của việc làm của mình. Nhưng mà cái quả này nó đưa cái việc làm, cái hằng, cái nhân của mình đưa tới cái gì. Còn sự quyết tâm là cái nhân mà nó không có, không có nghĩ tới cái quả của cái người đó đó. Nhưng quyết tâm làm này làm lại, nhưng mà không, khi mà không có nguyện thì không hướng dẫn cái quả được. Còn mình nguyện, tức là mình hướng dẫn cái quả nó đi theo ý mình, nhưng mà đi theo hay không là chuyện của nó. Ví dụ mình nguyện do phần phước bố thí chúng tôi ngày hôm nay hãy mối duyên lành để kiếp sau tôi trở thành người đẹp hoàng vũ trúng lottery thành châu phú gì đó, nhưng mà nó có, nó thành hay không là chuyện, cái chuyện khác. Nguyện là một chuyện, thành là chuyện khác, nhưng mà hai cái khác nhau, cái nó tới nhân, cái nó tới quả. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, sa thúc con kính tri ân ngài ạ. Dạ, xin mời quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Dạ, con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Sông. Kính thưa sư, đối tượng của lộ ngũ môn Banh Chá Đoà Rá Chích Tá Quý Thí có phải là Bá Rá Mát Thá? Dạ, con xin gửi mic đến ngài ạ. À. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, đối tượng của lộ ngũ thì luôn luôn là Bá Rá Mát Thá hết á, chứ không có ấy. Vì lộ mắt thì thấy sắc, lỗ tai thì thấy tình, lỗ mũi thì thấy thương, còn lỗ lưỡi thì thấy vị, mà lỗ thân thì thấy xúc. Nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Còn những cái mà thấy ra cái gì đó là nó lại qua lỗ ý hết, chứ không còn còn ở lỗ ngủ nữa. Lỗ ngủ nó phát sanh, nó nhận một điểm thôi, nó là Bá Rá Mát Thá, nó một bất thầy ạ. Sa thúc, chúng con kính tri ân ngài ạ. Dạ, quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Dạ, con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Sông Tu. Kính thưa sư, lỗ ngũ cũng có 7 tóc hành tâm. 7 đối tượng của các tóc hành tâm trong lỗ ngũ cũng là Bá Rá Mát Thá. Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị, thì cái lồng ngũ nó có 15-17 sanh na thì nó cũng đều có một cùng một đối tượng thôi, chứ làm sao có cái khác được. Bắt đầu từ cái hữu phần rúng động á, phơi quan ra cha ná khó quan thu bạch chế thá bình chả đồ rạch cha ná đã chặt hữu viên nhà ná chậm bạch cha ná sẵn thì ra ná quá thập hà ná bảy đóng tóc hai tâm tà thà làm mà ná, tức là mười mấy cái sách nà đó đều có một đối tượng mà thôi đó, là đối tượng là lộ ngũ lộ nào vậy thì một đối tượng mà thôi trong lộ ngũ, nhưng mà sau cái lộ ngũ nó tôi mới xuống lộ ý thì mới biết thành ra cái khác, còn nếu lộ ngũ thì chỉ biết một loại đối tượng như vậy mà thôi. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sa thúc, con thấy Định Tuệ Sông Tu kính tri ân sư ạ. Dạ, xin đạo tràng có câu hỏi gì không ạ? À,
Vậy bà sư cho con có câu hỏi, tại sao kiến chấp thường đi chung với ngã chấp bạch ngài? Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô thầy á, kính bạch chư tôn, dạ dạ kính thưa chư vị. Thì nó cũng ở trong một lộ trình tâm, trong cái tâm nó đi thì nó phải có một thứ rồi, chứ làm sao tự gác được. Mấy cái đó thì nó trong ở bốn năm tham ly tà thôi, y hợp tà thôi, chứ nó đâu đi chỗ khác được. Thành nó dính vô đó thì nó chỉ quay quần trong một trong sáu hai loại tà kiến thôi. Chấp hay không chấp gì nữa, mà một trong sáu hai loại tà kiến nó thấy cái nào giống giống nhau hết đó, chứ không có cái nào khác nhau đó. Nhớ mỗi cái tâm nó phát sinh nó có số cái điều kiện, trong cái nhóm nó có số điều kiện, như tâm tham ly tà thì khác, mà trong hợp tà thì nó chỉ vậy thôi, nên là chấp hay không chấp gì nó cũng ở trong đó hết á. Thì theo điều kiện là mình biết nó có hay không có. Nam mô Bụt Thầy á. Sa thúc, con kính tri ơn ngài ạ. Và kính mời anh chị trong đạo tràng có câu hỏi gì với ngài không ạ? Dạ, con xin đọc câu hỏi của tri ơn. Dạ, kính bạch ngài, bá tí sanh thí và chá tí là hai từ khác nhau hay giống nhau về ngữ nghĩa ạ? Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị. Khác nhau trên sẽ giống nhau, đọc bạch đi sanh thí tức là cái tâm phát sanh ở cái kiếp trước, cái kiếp sau. Còn cha cái này chỉ chủ tỷ thì phải, cha tỷ không biết cái chữ cha tỷ hay là chủ tỷ. Cha tỷ nó đâu có trong mười mấy cái phần hành của tâm đâu à. Còn chục tỷ là tâm tử. Tâm tử thì nó phát sinh trước cái tâm tế tục, nó phải khác nhau chứ làm sao nó giống nhau được. Khác nhau chỉ cho hai cái tâm. Một cái tâm là kết thúc đời sống chục tỷ, một cái tâm là bắt đầu cho đời sống mới và thị sảnh thí. Hai cái khác nhau, nó chỉ cùng một loại tâm quả, nhưng mà hai tâm khác nhau, không có giống nhau được. Không có cái tâm nào mà sanh hai lần hết đó. Không hai sanh na được, một sanh na rồi từ đó sao không có sanh lại. Tên gọi thì giống nhau nhưng mà cái sanh na tâm đó thì sanh rồi diệt, chứ nó không có đi lặp lại được. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, sa thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ, con kính xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, bảy sát na động tốc trong lộ ngũ là đã tạo nghiệp rồi, mà nếu bắt cảnh bá rá mát thá thì chưa có danh chế định, chưa có ngữ chế định gì cả, thì làm sao? Thì làm sao có thích hay ghét mà tạo nghiệp, kính thưa sư? Và con kính dâng mít đến ngài ạ. Quý vị có thấy không, chứ chúng tôi nó lên cái bò thoát, nó tích là nó sắp đóng rồi. Thành ra nếu mà lỡ nó đóng thì cũng xin lỗi quý vị. Thật sự đứa bảy đông tóc đó nó có bắt cái cảnh gì thì cái chuyện nó không quan trọng. Quan trọng là trong lộ ngủ nó có hai mấy cái sát na đó, nghĩa là bảy cái sát na của 12 tâm bất thiện với 8 tâm đại thiện đó, thì bắt buộc là nó phải tạo nghiệp chứ làm sao mà không tạo nghiệp được. Còn nó bắt cảnh gì thì chuyện của nó không liên quan tới tạo nghiệp đó. Nhưng mà 12 cái tâm tham với 12 cái tâm bất thiện với 8 cái tâm đại thiện mà nó xuất hiện là nó tạo nghiệp. Cái chê tà na trong 10, trong cái 20.
Alo, dạ chị Meta có nghe rõ không ạ? Dạ cho biết tín hiệu chị Meta. Có lẽ sư bị rớt mạng rồi, không có sư trong đạo tràng ạ. À, Thi Lâm có nghe anh Trần Đạo nói hay không Thi Lâm? Dạ Thi Lâm cho biết tín hiệu ạ.